Nga tiếp tục tấn công mạnh, bẻ gãy các đợt tấn công của Ukraine trên nhiều hướng. Dộ video Ukraine nghi phóng bom trùm xuyên phá phòng tuyến của Nga. Cầu Crimea lại bị phong tỏa sau tuyên bố rắn của Tổng thống Ukraine. Triều Tiên tiếp tục bắn thử nghiệm nhiều tên lửa hành trình. Iran tuyên bố không chấp nhận đại sứ mới của Thụy Điển. Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Chúc quý vị một ngày cuối tuần thư giãn và tràn đầy niềm vui. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Bởi đầu với những tin tức cập nhật diễn biến chiến sự tại Ukraine, cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn quyết liệt khi hai bên cùng đôi công theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công mới bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm Ukraine chuẩn bị để sử dụng máy bay không người lái tấn công, tiến hành tập kích vào Nga. Tất cả các mục tiêu đã bị vô hiệu hóa. Về phía quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk, nhưng không đạt được kết quả. Trên hướng Donetsk, lực lượng Nga được không quân và pháo binh nghiệm trợ đã để lùi chính cuộc tấn công của Ukraine gần Zolotaryovka thuộc Lugansk, Mayos, Vesioloye, Marinka, Vodianoi và phía bắc Kleschevka ở Donetsk. Nga tập kết hỏa lực và các điểm tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Novomikalovka, Delivka, baleya Gora và Alexandro Suntino tại Donetsk. Ngoài ra, hai kho đạn của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 38 và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ 118 Ukraine đã bị phá hủy gần Raslip và VMK thuộc Donetsk. Tổn thất của Ukraine lên tới 185 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, cùng như pháo D-20 và D-30. Trên hướng Krasny Liman, không quân, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hàng nặng đã chỉ viện cho bộ binh Nga bề gãy 3 mũi tấn công của Ukraine ở Chevonaya di Brova, và Kamazinoka thuộc Lugansk. Ngoài ra, các đơn vị Ukraine đã bị tấn công gần Nevskoy, Makivka, Novogorodka và Rygorodka ở Lugansk và Yampolovka, Teni tại Donetsk. Có tới 100 quân nhân Ukraine thương vong, một xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe bán tải và hai pháo D-20 và D-30 bị phá hủy ở hướng nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được pháo binh và không quân điểm trợ, đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine gần Makarovka ở Donetsk và Levanoi, vùng Zaporizhia. Ở hướng Zaporizhia, Nga đã để lùi lực lượng Ukraine gần Malaya, Tokmaka. Ngoài ra, hai co đạn của lữ đoàn cơ giới 23 và lữ đoàn thủy quân lực chiến 36 Ukraine đã bị phá hủy gần Uspenuka và Ropnopoye. Ukraine đã mất tới 175 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 2 pháo D-20, cũng như một trạm radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất. Trên hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 35 quân nhân thương vong, 4 phương tiện cơ giới và một trạm radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất. Kho đạn của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 123 Ukraine đã bị phá hủy gần Veletenskoy, Nga đã vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa cùng nhiều nhân lực và khí tài ở 123 khu vực. Tổng cộng, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2012, Nga đã phá hủy của Ukraine 456 máy bay, 243 trực thăng, 5.154 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.789 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.547 khẩu pháo và súng cối, cũng như 11.787 phương tiện quân sự đặc trùng. Tại Kupiansk, quân đội Nga đã phát động các cuộc tấn công liên tục trong vòng 48 giờ. Một số trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine ở khu vực Kupiansk thuộc vùng Kharkov đã đổi chủ 7 lần và cuộc chiến đấu diễn ra cực kỳ át liệt. Theo bản tin do Ukraine công bố, quân Nga quyết tâm chiến đấu rất cao và luôn muốn chọc thủng tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine còn theo tin tức từ The Reporter của Nga, quân đội Đức này đã tiến hành các cuộc tấn công liên tục ở khu vực Kupiansk trong vòng 48 giờ, về cơ bản khiến quân đội Ukraine không có cơ hội để thở. Theo thông tin từ trang Top War của Nga, một số vị trí ở khu vực Kupiansk đã đổi chủ 7 lần liên tiếp, có thể nói là rất ác liệt. Cuộc tấn công ở khu vực Kupiansk, và binh Nga đã bắn phá mở đường, máy bay ném bom và UAV phối hợp tấn công chính xác gây tổn thất nặng nề cho lực lượng phòng ngự Ukraine. Quân đội Nga với ý định lợi rõ ràng, đó là lợi dụng cuộc phản công đang thất thế của Ukraine để giành lại khu vực đã mất kiểm soát trước đó thông qua các cuộc tấn công mãnh liệt. Cùng với cuộc tấn công vào các thành phố và khu vực Kupiansk, quân đội Nga đã bắt đầu tấn công thẳng vào các trung tâm ra mệnh lệnh của Ukraine. Có thể nói, vụ tấn công cầu Crimea của Ukraine là cái cớ hoàn hảo cho Nga vừa danh dưới đỏ trước đó. Có thể nói, tên lửa Nga bắt đầu nhắm thẳng vào giới lãnh đạo Ukraine. Phát biểu mới đây liên quan đến cuộc phản công của Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, tuy rằng cuộc phản công đang vấp phải khó khăn, nhưng Kiev vẫn còn lực lượng dự bị chờ thời điểm thích hợp để đưa vào phản công, tạo hiệu quả trên chiến trường. Theo RT, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng, còn quá sớm để đánh giá về kết quả phản công của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng dù tổn thất lớn về lực lượng nhưng kiev vẫn còn nguồn lực dự phòng đáng kể để tham chiến khi được hỏi liệu có phải chiến dịch phản công thực sự của ukraine chưa diễn ra hay không ông sullivan cho biết cuộc phản công bắt đầu vào ngày mà người ukraine đầu tiên phải đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm phát biểu tại diễn đàn an ninh aspen ông sullivan khẳng định ukraine đối mặt với thương vong đáng kể về lực lượng trong cuộc phản công này và nó vẫn đang diễn ra thực sự đây là một cuộc phản công đầy khó khăn chúng tôi cũng từng nói như vậy tuy nhiên theo ông sullivan ukraine vẫn còn nguồn lực đáng kể chưa tham chiến và kiev đang cố chọn đúng thời điểm tung ra lực lượng này để có thể tạo được hiệu quả trên chiến trường ông cho rằng vào thời điểm họ tung ra lực lượng dự phòng chúng ta mới có thể thấy kết quả của cuộc phản công đồng thời lưu ý rằng washington đang tư vấn kỹ lưỡng với người ukraine về thời điểm đó Tại diễn đàn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng giải thích tốc độ phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến do chiến dịch khởi động muộn hơn kế hoạch. Một đoạn video quay từ chiến trường cuộc xung đột Nga-Ukraine đã được tiết lộ. Theo đó, hình ảnh ghi lại cho thấy cảnh Kiev dùng bom chùm tấn công vào phòng tuyến của Moscow. Theo Business Insider đưa tin, một trang chuyên theo dõi chiến sự Nga-Ukraine đã đăng tải video trên được cho là ghi lại cảnh Kiev dùng bom chùm tập kích mục tiêu của Nga. Theo nguồn tin, đoạn video được ghi lại ở gần Krasnohorivka, thành phố ở phía tây Donetsk và phía nam Bakhmut. Trong video, quả bom cỡ lớn phát tán ra các quả bom nhỏ ra một khu vực rộng lớn. Các khu vực chống đạn liên tục lóe sáng, cho thấy mức độ tàn phá của bom chùm trên chiến trường. Hồi đầu tháng, Mỹ đã công bố sẽ viện trợ cho Ukraine bom chùm, vũ khí gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm với thường dân. Mỹ lý giải rằng, việc cấp bom chùm cho Ukraine sẽ giúp Kiev đối phó với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng khi phản công Nga trên diện rộng từ đầu tháng trước. Nhà Trắng cũng xác nhận việc Kiev đã bắt đầu sử dụng đạn chùm nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow. Nhà chức trách Nga vừa ra thông báo đình chỉ hoạt động đi lại qua cầu Crimea. Nguyên nhân cầu Crimea bị phong tỏa chưa được làm rõ. Tuy nhiên, động thái nêu trên được ban bố chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cây cầu là mục tiêu quân sự và Kiev phải tìm cách để vô hiệu hóa công trình. Thông báo nêu rõ, những ai đang trên cầu hoặc tại trạm kiểm soát ở hai đầu cầu cần giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh. Hôm 17 tháng 7, cầu Cương bị tấn công bởi xuồng không người lái mang chất nổ, khiến một phần cầu đường bộ bị hỏng và hai công dân Nga thiệt mạng. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc và tập kích một loạt mục tiêu ở phía nam nước này để trả đũa. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2022, cây cầu từng bị hư hại nghiêm trọng sau một vụ nổ lớn khiến hai nhịp cầu bị sập và bảy toa chở dầu bốc cháy. Nga cáo buộc tình báo Ukraine gây ra vụ việc bằng cách ngụy trang thuốc nổ được giấu trong các cuộn vật liệu polyethylene trên xe tải đi qua cầu. Sự cố hồi năm ngoái với cầu Crimea trở thành lý do Nga tiến hành các đợt không kích quy mô chưa từng có nhắm vào hạ tầng năng lượng và các trung tâm liên lạc quân sự trên khắp Ukraine, gây thiệt hại rất đáng kể về cơ sở vật chất cho Kiev. Lãnh đạo Tập đoàn Quốc phòng Đức Rheinmetall vừa tuyên bố sẽ triển khai các hệ thống phòng không của họ để bảo vệ nhà máy xe tăng dự kiến xây dựng ở Ukraine. Amin Papager, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Đức Rimento nhấn mạnh, chúng tôi sẽ không từ bỏ ý định hỗ trợ Ukraine. Binh sĩ nước này có nhiều vũ khí hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu nhạy cảm. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các hệ thống phòng không của mình để bảo vệ nhà máy. Giám đốc Rimento không đề cập những loại vũ khí có thể được tập đoàn triển khai để bảo vệ nhà máy, cũng như liệu chúng sẽ do binh sĩ Ukraine hay chuyên gia Đức vận hành. Remento, chuyên sản xuất các loại pháo tự động và tên lửa phòng không tầm ngắn, không có khí tài phòng thủ tầm trung và xa. Papager nói rằng, Remento đang phối hợp chặt chẽ với tập đoàn quốc phòng Uroboroprom lớn nhất của Ukraine. Họ đang lựa chọn được nhiều địa điểm để xây dựng nhà máy. Xe bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp đang chứng minh là một phương tiện hữu ích cho Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, chúng vẫn sập bẫy khi tiến vào những phòng tuyến kiên cố của Nga và thực tế đã chứng minh điều này. Theo đó, Bradley không phải là phương tiện bất khả chiến bại. Nó có thể bị phá hủy hoàn toàn khi gặp các bãi mìn dày đặc của Nga. Những quả mìn này, chẳng hạn như mìn chống tăng TM-62, đã cản bước tiến công của Ukraine và buộc các binh lính phải đi bộ. Theo chỉ huy một xe bọc thép Bradley của Ukraine, trong khi đưa quân ra tiền tuyến và định chở ba binh lính bị thương về một bệnh viện giã chiến, thì chỉ trong một phút, đột nhiên 30, 40, 50 quả pháo lao tới, mọi thứ phát nổ, đất đai bắn tung lên và mọi thứ phát sáng. Người này kể lại, anh và các đồng đội đã sống sót, nhưng chiếc Bradley, một phương tiện vận chuyển binh lính hàng nặng có thể phá hủy các xe bọc thép khác, đã bị hư hại. Trong giai đoạn đầu phản công của Ukraine, các phương tiện như Bradley và Leopard thường xuyên bị tấn công. Một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết, khoảng hơn chục xe Bradley đã bị phá hủy còn theo dữ liệu trang phân tích quân sự, hàng chục phương tiện này đã bị hư hại ở nhiều mức độ. Một số phương tiện được sửa chữa và trở lại chiến trường, nhưng số khác phải gửi tới Ba Lan để sửa chữa thêm. Phương tiện của CZ hiện nằm trong một khu rừng ở Zaporizhia, phía nam Ukraine, một trong những địa điểm bí mật gần tiền tuyến, nơi lũ đoàn cơ giới hóa 47 đang gấp rút sửa chữa các vũ khí mới được phương Tây cung cấp. Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ của Mỹ, lũ đoàn 47 tiếp nhận 99 phương tiện này. Mỹ cam kết hỗ trợ ở tổng cộng 190 xe Bradley với hơn một nửa đã được cung cấp cho các đơn vị đang chiến đấu ở Ukraine. Bradley sẽ dừng lại khi bánh xích bị hỏng tùy thuộc vào các loại mìn mà nó đụng phải. Điều này đã hạn chế khả năng của Ukraine trong việc xuyên thủng các phòng tuyến của Nga khi sử dụng xe bọc thép này. Hầu hết, Bradley bị hư hại do các vụ nổ mìn. Trong thông tin đáng chú ý vừa được Hàn Quốc công bố cho biết, vào dạng sáng ngày 22 tháng 7, Triều Tiên đã tiếp tục bắn một số tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải, khu vực nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Báo cáo từ Seoul cho biết, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 22 tháng 7 để xác định loại tên lửa và các chi tiết khác. Vụ phóng mới nhất diễn ra 3 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông. Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng tên lửa trước đó vào ngày 12 tháng 7. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Wasong-18, loại mới, được cho là đã bay hơn 1.000 km, 621 dặm ở độ cao tối đa hơn 6.000 km trên quỹ đạo. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng để tìm hiểu chi tiết thêm về loại tên lửa được bắn. Iran trong tuyên bố nóng mới đây cho biết sẽ không cho phép đại sứ mới nào của Thụy Điển vào nước này cho đến khi Stockholm xử lý hành vi bán bổ Kinh Koran. Theo Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Adolahian cho biết, nhiệm kỳ của đại sứ Thụy Điển tại Tehran đã kết thúc và theo lệnh của Tổng thống, cho tới khi Thụy Điển có hành động nghiêm túc đối với hành vi bán bổ Kinh Koran, chúng tôi mới chấp nhận đại sứ mới của họ. Ngoại trưởng Iran cho biết thêm, nước này cũng sẽ không cử đại sứ tới Thụy Điển. Ông mamia Abdullahian cùng ngày cũng đã nói chuyện với người đồng cấp Thụy Điển, Tobias Bilstrom, nhấn mạnh rằng người xúc phạm kinh Koran phải bị bắt và chịu trách nhiệm hình sự về hành động của mình. Trước đó, hàng trăm người Iran dạng sáng ngày 20 tháng 7 vây kín đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Tehran, phóng hỏa, nếm cà chua và trứng vào tòa nhà, kêu gọi trục xuất đại sứ Thụy Điển khỏi Iran. Ngày 22 tháng 7, Mỹ đã đưa một tàu chiến hải quân vào hoạt động tại cảng ở Sydney, Australia. Đây là lần đầu tiên một tàu hải quân Mỹ được phiên chế ở nước ngoài trong bối cảnh hai đồng minh thân cận này tăng cường quan hệ quân sự. Lễ phiên chế tàu tác chiến ven biển lớp Independence của Mỹ diễn ra tại căn cứ hải quân Australia trên cảng Sydney, chính thức gia nhập hạm đội đang hoạt động của Hải quân Mỹ tàu Ures Canberra được đặt tên theo một tàu tuần dương của Hải quân Hoàng gia Australia, từng bị đánh chìm khi đang hỗ trợ cuộc đổ bộ của Thủy quân lục chiến Mỹ trên Guadalcanal năm 1942. Đây là lần thứ hai một tàu chiến của Hải quân Mỹ được đặt theo tên một thành phố không phải của Mỹ. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh đã diễn ra cuộc tập trận quân sự Talisman Sanbre được tổ chức hai năm một lần giữa Mỹ và Australia cùng các đối tác. Các cuộc tập trận được tổ chức ở nhiều địa điểm khắp Australia trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7, với sự tham gia của hơn 30.000 binh sĩ đến từ 13 nước, gồm Anh, Nhật Bản, Indonesia, Canada và Pháp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!